Alo, thính giả gọi điện. À. Vâng, chào bạn ạ. Rồi, xin cảm ơn. À, vâng, chào anh có thể nói câu hỏi của mình ạ. Tôi muốn hỏi chương trình là tôi năm nay 32 tuổi. Vâng. Trong cuộc sống thì tôi nặn nội xương gió, làm ăn vất vả. Nhưng thật ra nói là thời gian lấy vợ thì mới được 3 năm. Vâng. Trong quá trình 3 năm thì tôi sinh được một cháu trai. Vâng ạ. Alo. Vâng sau ạ, khi tôi đó đang nghe đây ạ. Đứa thứ hai thì là cháu gái. Vâng. Trong quá trình thời gian thì là 5 rưỡi sinh ra một cháu, 3 năm đôi. Vâng, 3 năm hai cháu ạ. Tôi thì trong thời gian xong cái đó là thời gian tôi làm thì vất vả, thứ máu thì là việc của làm ăn nó khổ sở thế ra là trong thời gian qua thì tôi hỏi chương trình nhà xong chuyện người là thầm kín thì gọi là trong quá trình trong sinh hoạt hàng ngày xong thì tôi mới hỏi là sao người tôi cứ đau hết toàn bộ hết cả người. Vâng, tức là anh lấy vợ đã được 3 năm và trong khoảng thời gian đó thì anh đã sinh được hai cháu. Và Rồi. gần đây thì anh cảm thấy rằng mỗi khi mà có quan hệ với vợ, gần gũi với vợ đúng không ạ? Thì Đúng cảm rồi. thấy là đau ạ, đúng không ạ? Anh có thể cho Vâng. biết là anh đau như thế nào, anh đau ở đâu được không ạ? Tôi muốn hỏi chương trình là xong tư vấn thôi nha, xong khi sinh hoạt xong thì ngày hôm sau tôi cũng đau hết toàn bộ toàn thân, lớp người cứ từ đầu đến cổ mà chỗ nào cũng đau hết, thì mất khoảng độ hàng tuần rồi ra ấy. Thì chả làm ăn gì cứ ở nhà, lần tôi để im thôi để thuốc để bóp xoa bóp thì các thứ mình khỏi xong rồi tôi đi làm xong thì khoảng độ thấy nó khỏi 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 rồi thôi lại vào, nói chung là vợ chồng tình cảm nhau xong nó lại như thế. Vâng, cái hiện Dạ. tượng này rất là ảnh hưởng đúng không ạ? À Nó rồi. ảnh hưởng đến tinh thần mình suy nghĩ, rồi cũng là như là về các mặt về cuộc sống của mình nó cũng có những cái đổi thay. Bác sĩ Vũ Minh Vâng. Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng ạ, Vâng, xin mời xin chị. cảm ơn ạ. Chị chào em. Vâng, làm chào chị Gay nhỉ? ạ. Gay nhỉ? Mới có 32 tuổi à em? Em năm nay 32 tuổi Thế ạ. cứ sau mỗi lần thầm kín là cứ rời rã hết cả người á? Và đúng rồi, chính xác Thế đấy ạ. thế mà một tuần mấy lần? Hay là một ngày mấy lần? Dạ. Nó khi thôi chị thông cảm em nói tôi lúc vợ chồng tình cảm nhau nó thật ra mà nó vui quá nên nó ra thật sự nó quá nhiều, nói Cái em không phải nói thật mà rồi. nói nó cứ đối nhiều, vợ Cái bảo là việc sao nhiều anh ra nhiều thế em ít không ạ. không thành vấn đề, mà là cái Vâng. thời gian Vâng. và là cái cách mình mà như anh mô tả ấy, như anh Vâng. nói ấy, sau đó thì nó cứ giã rời hết người ấy. Thế Đúng là rồi thời ạ. gian có lâu không này, rồi cái việc mà gọi là mình làm cái việc thầm kín nó có quá sức Vâng. quá không ấy. Thế quá Vâng. sức quá thì nó dựa vào cái thứ nhất là sức khỏe của mình. Như anh nói Vâng. là mình đi làm rất là vất vả, đúng không? Vâng. Ờ, rất Vâng. là vất vả rồi. Thì đáng nhẽ là được nghỉ bù. Thế nhưng mà Vâng. đây lại cũng giấc ngủ buổi đêm rất là quan trọng để mà lấy lại sức khỏe để ngày mai làm việc, thì mình Vâng. lại cũng không được nghỉ ngơi để hồi sức khỏe, đúng không? Vâng Cho vâng nên là vâng. nó rất rã rời. Thông thường thì gặp ở những cái người mà nhiều tuổi hơn một chút, khi mà Vâng. sức khỏe toàn thân của người ta ấy, sức khỏe Vâng chung ấy, vâng. người ta suy giảm. Thế thì không biết là sức khỏe chung của anh thì nó như thế nào? Vâng. Đấy. Nó có giảm không, để nó như là cái cây ấy vốn yếu rồi, Vâng. xong lại gặp cái đáng nhẽ được nghỉ một chút đi, đừng nắng đừng mưa đừng bão nữa để nó phục Vâng. hồi, thì đây lại còn bão tố rung lên, cho nên là nó cứ rã rời ra, đúng không? Ông, thế vậy thế em thì ơi, em cắt lời chị nhé, chị ơi. ừ Bây giờ nói thật ra là không phải là một hai ba lần mà em để ý tầm cỡ khoảng 3 tháng nay rồi ấy. ừ À, tầm cỡ 3 tháng rồi nhưng mà thật rồi là vợ em thì làm may. ừ Chắc thì nó nhàn nhã quá thì em đôi khi em nằm em bảo thôi hôm nay anh mệt lắm. Nằm vợ chồng xin lỗi chị em nói quá thì là cứ tay thì cứ thế lộ trên kia em cứ ờ nhiều khi em cứ gạt ra mà tôi cứ mệt làm thế được ờ đâu, ừ nên nhiều khi là vợ là anh nhận đi mấy con nào nó nọ thế kia thế đấy thì em có trả lời bảo là thật với em là anh chả bao giờ anh đi người ngoài nó có anh chỉ cứ gửi mấy vợ mới có ở nhà thôi, em đừng nghi ngờ anh thế đâm ra này anh còn đi làm ăn kiếm chồng tiền nuôi con, nhưng bây giờ em lại như thế thì anh lấy cái thứ nào nữa mà để mà nuôi con nuôi cái thôi
nếu mà ấy thì người em đành phải tặc lưỡi. Ừ thì đấy, thế là mình đã, thế là mình cũng đã biết nguyên nhân làm sao mà người nó cứ dã rời rồi đúng không? Người không muốn cái chuyện đấy tí nào cả, nhưng mà chỉ vì chiều vợ thôi. Thế cho nên là nó bị quá sức, và quá sức thì cái biểu hiện của nó là dã rời ra, chứ nó không giống một cái bệnh nào cả, đúng không ạ? Biểu hiện là của lao động quá sức nhé. Thế thì nó lại sang cái khía cạnh gọi là thu xếp. Đấy, làm thế nào để mà hai người hài hòa, bởi vì công việc thì nó khác nhau. Vợ thì em hỏi chị qua này nhá. Cái thời gian trước em cũng làm, nhưng mà để em về sinh hoạt nó không như thế. Bây giờ tại sao bây giờ lại như thế? Thứ hai nữa là bây giờ em nói xin lỗi chị, em tặc dưới cho nó vợ qua đi, cho người em nghĩ rằng là sợ để vợ thế lọ ấy kia thì không đáp ứng cho vợ, vợ đi đồng thằng thằng khác em phải nghĩ cái câu thế là người tặc nhắm mắt cho vợ qua đi. Đúng rồi, cái đau khổ về 2-3 hôm này để chị tôi nói vợ là bảo anh đau người lắm, mẹ không tin thì anh cái vợ bắt vợ đấy nói kia nói vợ không tin tưởng, vợ chồng cũng tưởng nhau chị ạ. Em đành phải chấp nhận rồi, mỗi lần đi ngủ thì mỗi lần thì em đi ngủ thật ra nói em chỉ vài ba ngày em mới tình cảm với vợ con một lần thôi, nhưng mà khi tầm tình cảm thì hay là em ăn nhiều cái vấn đề ấy qua nó ra nhiều quá chị ạ. Quá nhiều luôn ý. Quá nhiều thì ước chừng như thế nào để mà nói nhiều nói ít so với chuẩn nó là bao nhiêu? Thông thường đa số nhá mọi người là sau mỗi lần như vậy thì nam giới sẽ ra độ khoảng 3 đến 5 ml. Tuy nhiên là cũng có người có thể ra 6 ml, thì không hiểu anh định lượng thế nào là quá nhiều, bởi vì mình có cái ống đo nào đâu, đúng không? Thế em nói chị là em ra quá nhiều mà ra đặc chứ không phải là loãng đúng không ạ? Rồi. Đặc tính hơn như thai là thế thì là thế thì cái việc mà cái vấn đề của mình là cứ sau cái chuyện mà thầm kín ấy thì nó quá mệt mỏi, và bản thân anh cũng biết được rằng là một trong những nguyên nhân nó mệt mỏi là cái gì, đúng không? Là vì quá sức. Anh không muốn, nhưng mà vì nhiều hệ lụy quá nó có thể ảnh hưởng đến, nếu mà nói không thì nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đấy. Và cứ tắc lưỡi sức thôi khỏe em thì, thì em nghĩ là thật ra nói tôi em nhiều khi đau rồi tắc lưỡi cho nó xong thì vợ em thì thật ra mà nói chị thông cảm thì nó là nhất sinh gái em sợ không đáp ứng người vợ thì nó khác em ngại thôi, thì đành chấp nhận theo vợ yêu muốn yêu cầu nào em làm thế chị ạ. Ok, thế thì cái tặc lưỡi cả. Cái tặc lưỡi và cái đó, và cái tặc lưỡi và cái chiều vợ thì bất chấp là sức khỏe của mình mệt thì mình đành phải chịu vậy. Và có một cái cách là bây giờ phải tăng cường sức khỏe thôi nhé. Rồi là đi làm giữ gìn, tức là cường độ lao động chắc là không biết có bớt thời gian làm việc không, để cho mình có sức khỏe tốt không, để mà lại được thỏa mãn cả đôi bên, vừa sức khỏe của mình ổn định và vừa hạnh phúc gia đình nó trọn vẹn, đúng không nào? Thế thì điều đấy tất cả là phụ thuộc vào anh, và mình cũng rất là cởi mở để chia sẻ với vợ ấy. Cho nên mà cái gì nó cũng có cái giá của nó là như vậy nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Vũ Minh Phượng. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ có sức khỏe tốt hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, Lạng Sơn đâu ạ? Vâng, em chào anh ạ. Chào bạn. Vâng ạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em muốn có một cái chuyện gia đình đấy. Em cũng muốn làm các chuyên gia tư vấn cho em. Rồi. Là em, vâng, gia đình em thì nói chung là em kết hôn được 20 năm rồi anh ạ. Rồi. Và em cũng đã có con trai con gái đầy đủ rồi. Nói chung là vợ chồng thì sống với nhau bao nhiêu năm cũng rất là hạnh phúc. Nhưng mà vừa rồi em cũng có thấy những máy của chồng em, hay là có những cái tin nhắn nó về riêng tư ấy. Thì em phát hiện ra một cô này, thì cô ấy cũng ở cùng xóm. Thì mới đầu thì cái tin nhắn nó cũng chưa có cái gì là ấy lắm, thì nó cũng chỉ là hỏi thăm qua lại. Thì em cũng có gặp cô bé này và em nói chuyện là nếu mà làm cái công việc thì nó không thể nào liên quan đến nhau được. Rồi. Vì là cô ấy thì làm công nhân, mà chồng em thì là làm lái xe trong công ty khác cơ. Rồi. Nên là, vâng, tức em là đã gặp cái cô gái kia để trao đổi thẳng thắn rồi đúng không? Vâng, em cũng đã nói và cô ấy cũng là bảo là
giữa em và chồng chị thì cũng không có cái gì, thì thôi nếu mà có gì sai thì chị cho em xin lỗi. Rồi. Thì em nói là thế, nếu mà lần sau mà không có cái chuyện gì thì tốt nhất là em cũng đừng có điện thoại cho chồng chị, bởi vì là nó không không có liên quan gì đến, bởi vì cô này cô ấy ở nơi khác cô về làm dâu. Rồi, tôi hiểu cái đoạn ý rồi. Thế bây giờ là tiếp theo là như thế nào? Vâng, thế xong rồi một thời gian sau thì em lại vẫn thấy tin nhắn, mà tin nhắn thì nó rất là tình cảm, bởi vì cũng xưng hô một cách vợ chồng ấy. Thì em cũng rất là bực mình, thì em cũng có nói với chồng em, thì chồng em cũng bảo là không có cái gì cả, chỉ là cũng buồn nhắn cho nhau thôi. Em bảo buồn thì không thể nhắn cho nhau những cái câu như vậy được, mình là vợ thì khi được xem như vậy thì nó rất là bị tổn thương ấy anh. Rồi. Thì em bực mình thì em cũng muốn là đi xuống tận nhà cô ấy, bởi vì cùng xóm thì em cũng muốn xuống tận nhà để trực tiếp nói với mẹ chồng cô ấy, với chồng cô ấy, ý là em muốn nói ba mặt một lời, nhưng mà chồng em cũng bảo là thôi em vợ, thôi nó không có cái gì thì thôi, mình đừng có làm ầm lên như thế rồi lại xấu hổ anh với thế nọ thế kia. Thì em cũng rất là băn khoăn, để em muốn nhờ các chuyên gia tư vấn cho em là có nên xuống nói thẳng thắn như thế để nó khỏi có những cái gì nó liên tiếp về sau nữa không ạ? Thấy nghe câu chuyện bạn kể thì tôi thấy là mỗi lần có cái sự can thiệp của bạn khi gặp gỡ cô kia ấy, thì cái mối quan hệ của hai người nó càng gắn bó thân thiết hơn, mà hình như nó lại còn đi vào chiều sâu hơn, kín đáo hơn thì phải, đúng không? Vâng, vâng ạ. Từ lúc ban đầu là nhắn tin sơ sơ ấy, cho đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu năm rồi? Nói chung là nó cũng chỉ mới chắc là cách đây độ mấy tháng thôi anh ạ. Rồi. Vì trước em cũng có phát hiện tin nhắn nhưng mà em lại không biết là lần ra cái số đấy của ai. Nhưng mà vừa rồi em mới lần ra cái số đấy thì hóa ra là cái cô cùng xóm với mình. Và cô ấy cũng rất là sợ, bởi vì chắc là chồng em cũng nói là vợ anh nó biết như vậy rồi. Thì... Rồi, thế là ngoài cái tin nhắn với cô gái kia thì là bạn lần ra được nhiều tin nhắn khác không? Có anh ta có lộ ra thêm nhiều vấn đề khác nữa không? Không, cũng chỉ nhắn là hỏi thăm là... anh đã ngủ rồi à, chồng yêu của em, những cái tin nhắn như thế thật sự là em cũng rất là buồn, tổn thương, cho nên nghe là câu... tin nhắn thì không có nhiều, nhưng mà là cuộc điện thoại ví dụ như là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây thì nó hiện trên màn hình ấy, thì là em cũng lấy hết những cái bằng chứng đấy, bởi vì là em xuống mà nói chuyện với lại mẹ chồng, với chồng cô ta là em sẽ có đầy đủ bằng chứng để mà khi nói để cho cô ta phải nhận như vậy ấy. Thế nhưng mà như thế là cũng không nên chút nào, bởi vì như thế là xâm phạm cái quyền riêng tư của anh chồng của mình đấy. Không, nhưng mà nếu mà nói không nghe là những cái việc đấy thì không, nhiều lúc mà em tình cờ thì cái máy khi nó hiện lên những tin nhắn mà khi mình chưa cả mở máy anh ạ. Mình tôi hiểu rồi. Đang thật như thế nào đấy. Bây giờ băn khoăn lớn nhất của bạn là làm thế nào để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình của mình và để chồng mình tránh xa cái cô gái thôn trên thôn dưới kia đi, đúng không? Vâng, anh Đinh ạ. Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, rồi xin chào chị. Mình ban nãy là không nghe rõ là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em là 40 rồi ạ. À mới có 40 đúng không? Các cháu là hai cháu cũng lớn lớn rồi. Vâng, con nhà em thì cũng 17, 18 rồi ạ. Ồ thế hả? Quay đi quay lại là mẹ chồng mẹ vợ đến nơi nhỉ? Dạ, vâng ạ. Này mình làm gì? Em làm thiết kế thời trang ạ. Wow. Thế chắc người cũng ăn mặc thì cũng được lắm đúng không? Mà cái người mà làm thiết kế thời trang thì 10 người thì cả 10 người đều biết, rất là biết giữ gìn cái nhan sắc cũng như là biết ăn mặc. Và cái người biết ăn mặc thì đều biết trang điểm. Đoán rằng chắc mình cũng rất là dễ coi. Vâng, về cái phần đấy thì em cũng không tệ lắm anh ạ. Đấy, thì đang định nhắc nhưng mà thấy thế này thì cũng yên tâm rồi. Tưởng là 40 xong bây giờ nó sập sệ quá, xong suốt ngày chỉ thấy đi chợ bán su hào, xong rồi về nhà để theo dõi điện thoại của chồng thôi thì khổ quá. Nhưng mà mình thì không sao cả. Thật ra thế này, mình đầu tiên mình phải xác định rằng là cũng con người ta không thể có một cái... gọi là một cái gì ấy, bảo hiểm rằng chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời con người ta không có chuyện gì xảy ra. Một người đàn ông mà như ông xã nhà mình ấy cũng vợ chồng cũng lấy nhau cũng ngót 20 năm rồi. Trước đây cũng thôi cứ cho rằng là mình không biết gì thì cuộc sống nó cũng cứ yên ổn, không có vấn đề gì. Mà gần đây thì mới có một vài vụ, mà vụ con nhất cũng đến chuyện nhắn tin. Mà gọi chồng ơi với vợ ơi, này con trai nhà mình nó mới học lớp 6, nó cũng nhắn tin cho bạn gái, nó cũng gọi là vợ với chồng với chết chứ. Cái chuyện bây giờ cái câu vợ cô chồng nó dễ dàng lắm, chứ nó không như ngày xưa mà nói vợ chồng là kinh khủng lắm. Học ở trên mạng ấy mà.
thậm chí còn không viết nói chữ vợ mà còn viết tắt rồi VK rồi là chồng là CK nó vân vân. Đây là ngôn ngữ mạng, chắc là anh chị cũng rảnh rỗi hay lướt mạng rồi thế thôi, chứ cũng chẳng có nghĩa là coi ông ấy như chồng. Bởi vì thứ nhất mình phải xác định nguy cơ để mà cô ấy cướp chồng mình là nó không lớn. Thứ nhất là cùng thôn nọ thôn kia, thứ hai là cô cũng đang có chồng, thứ ba là người ta cũng phải muốn giữ cái của nhà người ta. Có chăng thì chắc là ông chồng nhà mình cũng khéo mồm khó miệng và trông cũng đẹp không? Đẹp dai không? Cũng đẹp dai. Đấy, lại khéo mồm khó miệng là đặt dai xong rồi lại các anh lái xe. Thường thì em lại toàn thấy là cô gái kia nhắn tin và gọi điện nhiều hơn là chồng em nhắn và gọi cho cô. Rồi ấy. Phụ nữ mới hay thể hiện cảm xúc bằng lời. Anh ơi nhớ lắm, chồng ơi có nhớ người ta không? Còn đàn ông thích là ông gọi một cái là xong, chứ ngồi đấy mà lại nhắn là nhớ lắm thương nhiều không có nhiều đâu. Cho nên mình không lấy cái đoạn là chồng mình không nhắn tin mà đoán là thế nọ thế kia. Chắc có thể cũng có những cái lời qua lời lại đong đưa, nhưng mà chắc nó chưa nguy hiểm. Một đôi mà quý nhau, thích nhau mà đã xin lỗi đây mình cứ nói thật là đã đến cái mức độ mà đi ngủ với nhau rồi ấy, thì sau đấy ít lời lắm, thường là sẽ gọi là rất là kiệm lời. Mỗi lần nữa gặp nhau chỉ đánh tiếng hoặc là nhắn tin ám hiệu ký hiệu thôi. Thế còn đây mà vẫn còn chồng ơi ngủ chưa, mệt không, có nhớ em không, thì nghĩa là chưa có gì lắm đâu. Là đang thời gian tán tỉnh phải không anh? Đúng rồi, nó còn mơn mơn như thế thì nó mới thế. Và cũng có thể thế này, cô kia cũng là phụ nữ, mình cũng suy từ bụng ta ra đúng không? Ông chồng kia có thể là ông cũng được, nhưng mà vì ông là người kiệm lời, cũng không biết chiều chuộng phụ nữ, không biết nói lời ăn này. Thế mà ông xã nhà mình là người đáp ứng được cái đó. Thấy cũng hay, chồng mình đủ mọi mặt là tốt. Ông kia thì tốt, thì khỏe, nhưng mà không biết tâm lý phụ nữ chẳng hạn. Thế thì trước hết là xác định là nguy cơ nó không lớn. Mà cô ấy cũng chẳng phải là gái tân gái tơ để quyết tâm chọc phá để gia đình mình nát ra để cô ấy lấy chồng mình. Và chồng mình thì chắc một người đàn ông cũng không dài. Đây cho rằng là một vụ cảm nắng cảm nhẹ. Mà cảm thì uống thuốc cảm thôi chứ đừng uống kháng sinh nhá. Cái cảm này một là có thể tự đề kháng. Có người là cảm nhẹ là người ta chả thèm uống thuốc nữa. Để cơ thể nó tự kháng rồi vài ba ngày nó sẽ hết. Hoặc là nếu có uống thì uống những cái liều nhẹ thôi. Bây giờ ấy, mình lại không thèm, vì đích của mình không phải là đến để chọc phá nhà cô kia hay nói cho gia đình nhà cô kia biết. Bởi vì khi mà đã làm người gia đình người ta tổn thương, rồi ông chồng cô mà biết ra, ông chồng cô cho cô một trận rồi đuổi cô ra đường mà. Ông chồng nhà mình sẽ thương cô ấy bởi vì mình mà liên lụy mà cô ấy khổ. Thành ra là người ta níu lại với nhau đấy. Và khi lúc mà cô ấy không còn gì để mất ấy mà, thì cô ấy cũng chơi luôn với mình đấy. Thế thì thôi. Cái người quan trọng nhất chính là cái ông chồng nhà mình chứ không phải là cái cô kia. Cô kia cứ nhắn chồng ơi này em ơi em đừng nhắn linh tinh cho vợ anh nó biết rồi đấy. Thế thì lần sau người ta dám nhắn nữa đúng không? Ở đây lỗi là lỗi ông nhà mình cũng lại thích được gọi chồng ơi vợ ơi rồi là ấm mờ cơ. Cho nên là mình thứ nhất là từ bỏ cái chuyện là phải đi làm ra môn ra khoai ba mặt một lời. Đây không phải là một món hàng gì để mà dứt khoát là chị có mua không nữa, không mua để tôi đúng không? Nói chuyện tình cảm thì ta phải làm theo kiểu tình cảm. Dỗi hờn đi, cắt cơm cho mấy bữa thôi. Bây giờ thì đấy, có cô kia cô quý cô yêu đã suốt ngày nhắn tin vợ ơi chồng ơi thì về mà ăn với cô ấy đây, thiệt thòi lắm rồi, đã suốt ngày ở trong cửa hàng cửa hiệu chả được đi đến đâu, chồng không quan tâm, đã hầu hạ cơm nước lại còn chả được cái gì, cứ giả mặt làm hờn làm dỗi làm căng căng này làm để cho ông ấy xem ông thái độ ông xử lý thế nào. Hai nữa là mình còn không thèm quan tâm nữa cơ. Trước đây cứ cha hỏi, bây giờ muốn làm gì thì làm, tối ta cũng ngồi ta cũng chat điện thoại xong rồi cũng cứ cười hí hí một mình, chả có gì cứ đáng cười, cứ giả vờ mà cười để ra vẻ mình đang chat với ai đã vui lắm ấy, chọc cho ông thấy rằng này đây nhá, làm thời trang nhá, cũng còn ngon còn xinh lắm, ông đừng tưởng là một mình ông mới có người thích nhá, đây không muốn chứ muốn cũng đầy, ví dụ như vậy. Tức là mình tăng cường cái sự hấp dẫn của mình, tức là cái nội lực. Thế rồi có một vài những cái mẹo này khác nữa để cho ông giật mình quay trở lại. Thế còn đừng làm to chuyện. Bởi vì có to thì đưa ra pháp luật thì chẳng được. Bởi vì người ta mới nhắn tin, chả vi phạm cái gì. Xin lỗi là do trêu quá đà. Thế thì còn thì, mà cả làng cả tổng người ta cũng biết rồi. Thì rồi sau đấy cứ chỉ trỏ là
chồng chị với lại cái cô kia thế này thế khác, là đúng là một cách mà làm cho hai người cũng đều bị tổn thương, và những người đang bị tổn thương dễ đến với nhau hơn nhé. Rồi à, em cũng rất là băn khoăn đấy, cũng muốn hỏi để em cũng biết được cách để mà mình làm sao để cho nó hài hòa đôi bên ấy ạ. Phải xác định đây là một cú cảm nắng thôi, mà đừng có tiêm kháng sinh liều cao mà lại hại hơn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Dạ vâng anh ạ. Vâng, chào bạn. Bạn có thể trình bày câu hỏi của mình được không? Dạ vâng ạ, em muốn tư vấn về sức khỏe sinh sản ạ. Bạn nói đi. Em có một cháu trai năm nay 6 tuổi rồi. Mà em trong cái quá trình mang thai em bị sỏi túi mật ạ. Và giờ em muốn sinh thêm một bé nữa thì em biết là mình ăn uống giờ nào bổ sung dinh dưỡng cho con này thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Hiện tại thì cái sỏi ở túi mật của bạn thì đã được xử lý chưa? Dạ em vẫn uống thuốc không ngon vậy nhưng mà em chưa khỏi hẳn đâu ạ. Vì bác sĩ bảo là cái sỏi túi mật này mình không thể khỏi được ạ. Có khỏi được chứ? Dạ, em đi khám nhiều nơi rồi, bạn đi khám bảo là cũng không khỏi được ạ. Không khỏi được khi mà để nguyên như thế thôi, chứ nếu mà mình xử lý bằng cách phẫu thuật thì chắc chắn là sẽ khỏi mà. Thế và bây giờ thì cái kích thước của cái sỏi của bạn như thế nào? Kích thước là 41mm ạ. Thế à, và bạn khám ở đâu đấy? Dạ, em khám ở trong viện ở phòng 4. Ở chỗ em thôi ạ. Sẽ là khám phòng khám 4 à? Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ trả lời câu hỏi của bạn nhé. Vâng ạ. Chị chào em. Vâng ạ, chị ạ. Con đầu của mình 6 tuổi rồi đúng không em? Vâng ạ. Thế vâng, cái lúc mà em có thai bạn đầu tiên ý thì mới có sỏi hay là có trước rồi? Vâng ạ, cái lúc mà em có nghĩa là có thai thì em đi xem cũng không có gì đâu ạ. Hai năm sau cháu được 2 tuổi thì em đi khám sức khỏe thì em mới phát hiện ra là mình có sỏi. Tức là cái lúc mà bạn ấy lúc mà có thai bạn ấy thì cũng chưa biết là mình có sỏi hay không có sỏi đúng không? Đi khám thì chắc chỗ đến lúc 2 năm sau thì em phát hiện là do khám sức khỏe định kỳ hay là nó có một cái cơn đau hay nó có những triệu chứng gì không? Có cơn đau ạ. Đau thì em cứ nghĩ là mình bị đau dạ dày chứ không phải là đau sỏi ạ. Thế là đi khám. Nhưng mà bác sĩ cũng không có chỉ định mổ gì hết mà chỉ điều trị nội khoa cho em thôi đúng không? Dạ vâng, bác sĩ bảo là khi nào mà có hiện tượng viêm ấy thì mới can thiệp. Đúng rồi. Tức là thông thường ấy thì điều trị nội khoa hay nói cách khác là chỉ là điều trị triệu chứng thôi. Nó có những cái cơn đau thì người ta giảm đau cho em. Thế nếu mà nó có ảnh hưởng đến tiêu hóa hay là ảnh hưởng đến hệ thống gan mật gì đó thì người ta chỉ điều trị triệu chứng cho em thôi. Chứ còn thì không lấy được cái sỏi đấy ra khỏi túi mật. Thực ra anh Văn anh nói rất là đúng, tức là cái đấy chỉ giải quyết triệt để nếu như mà mình can thiệp ngoại khoa. Tức là mình mổ để cắt túi mật của mình đi. Thế nhưng mà cái chỉ định can thiệp ngoại khoa là chỉ định bất đắc dĩ, chỉ khi mà điều trị nội khoa thất bại hoặc là nó có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, ví dụ nó có những cái cơn đau hay là nó cứ gây tắc mà gây vàng mắt, vàng da vân vân thì lúc đấy người ta mới phải can thiệp ngoại khoa, chứ còn cứ để như thế, bởi vì dù sao thì cái túi mật nó cũng có cái chức năng bài tiết ra mật và nó cũng hỗ trợ cho cái tiêu hóa của mình rất là nhiều. Thế thì bây giờ theo chị thì thế này, nếu quyết định có bé thứ hai thì trước khi mà quyết định có thai thì em nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể của mình một lần thật là cẩn thận nhá. Em có kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm không? Dạ không ạ. Thế thì bây giờ em rất cần được kiểm tra tổng thể sức khỏe của em. Kể cả sức khỏe chung cũng như là sức khỏe sinh sản, và đặc biệt là kiểm tra cái túi mật của em xem là cái tình trạng của cái sỏi hiện nay nó như thế nào nhá. Em sẽ đi kiểm tra xem là chức năng gan của em như thế nào này, rồi là những cái vấn đề khác về kể cả chức năng gan, chức năng thận đều được kiểm tra hết mà, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu. Em cũng rất cần được kiểm tra cơ quan sinh dục của mình nữa, xem là tử cung sau cái lần sinh thứ nhất rồi nó có vấn đề gì không. Thế rồi buồng trứng như thế nào, rồi trứng ra làm sao, vòi trứng như thế nào, để xem là liệu lần thứ hai này mình có thai thì nó có thuận lợi không.
dụ thế. Thế và đặc biệt là em sẽ kiểm tra lại cái túi mật của em, xem cái kích thước của cái viên sỏi đấy bây giờ là nó như thế nào, liệu là khi mình có thai thì nó có ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe của mình hay không. Thế còn em đang rất lo là nếu mà có thai thì em bây giờ em đi khám thì bác sĩ bảo là giờ em muốn mang thai thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Chỉ có nghĩa là mình ăn uống về mình bổ sung canxi như thế nào ấy. Rồi em muốn hỏi chị là bây giờ em muốn bổ sung canxi mà bằng cái loại thuốc nào để nó không tích sỏi ạ? Thực ra bổ sung canxi thì bổ sung canxi nó cũng canxi cho dù nó là thuốc bổ nhưng nó cũng là chỉ phải theo chỉ định của bác sĩ. Chứ mình không được tự ý mua bất kỳ một cái thuốc về dùng, đặc biệt là khi mà em có thai. Thế thì theo chị thế này, em như chị đã nói rồi, em cần phải kiểm tra sức khỏe tổng thể lại trước khi em quyết định có thai. Sau đó thì khi mà em có thai thì em sẽ thông báo với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mình nhá. Đưa cả cái tình trạng là em có cái sỏi túi mật cho bác sĩ bên sản khoa ấy. Thì khi bác sĩ kê cho em bất kỳ thuốc gì để hỗ trợ cho em trong quá trình em mang thai, hoặc là chỉ định dùng thuốc gì cho em trong những trường hợp cần thiết, thì bác sĩ sẽ cân nhắc trên nền một cái bệnh nhân có sỏi túi mật. Cho nên là em hoàn toàn có thể yên tâm. Và chị dặn thêm là tuyệt đối không được tự ý mua thuốc gì về dùng nhé. Rồi, hy vọng là bạn sẽ kiểm tra sức khỏe một cách đầy đủ nhất có thể trước khi có ý định sinh bé thứ hai nhé. Vâng, xin lỗi, có phải bạn Phương ở Lạng Sơn không ạ? Rồi, đúng rồi ạ. Vâng, chúng tôi gọi đến cho bạn từ chương trình Từ Sổ Tình Yêu. Vâng. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi về sức khỏe sinh sản của bạn, muốn được tư vấn. Hiện giờ đang có bác sĩ Vũ Minh Phượng ở trên chương trình và sẽ tư vấn cho bạn về vấn đề này. Vâng, bạn chia sẻ vấn đề của mình đi ạ. Vâng, bác sĩ ơi, cho con hỏi. Em năm nay em 48 tuổi. Em vừa đi mổ cái cơ tử cung ấy, cắt hết tử cung. Với buồng kính trĩ. Được 3 tháng nay rồi đó chị ạ. Và cái vết mổ của em thì khô thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ em đi lại nó chưa được ấy, đi thì cứ đi một lúc là nó đau, xong là ngồi lâu thì nó cũng đau ra khi phần cái bụng ấy. Em muốn bác sĩ tư vấn hộ em là ấy, là nó do cái gì, nguyên nhân nó như thế nào. Em là vừa mổ cắt toàn bộ tử cung, dạ, buồng trứng đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ là đi lại thì nó chưa bình thường và nó vâng đau nhỉ? Vâng ạ. Thì rõ ràng cái mổ cắt toàn bộ tử cung buồng trứng ấy, nó là một cái phẫu thuật lớn. Thế và dạ, nó mới vừa xảy ra được 3 tháng. Thì dạ, để mà nó hoàn toàn bình thường, như là tức là cho em trở lại như là bình thường, chắc là em mong muốn thế, thì nó chưa thể ngay được đâu nha. Dạ. Một cái sẹo thôi mà sau 2-3 tháng nhỏ nhỏ mà nó còn vẫn rất là đau, huống hồ mình lại vừa chịu một cái ca gọi là đại phẫu thuật ấy, thì dạ, khi đi đứng rồi là sinh hoạt thì nó kỳ vọng là nó trở lại bình thường thì nó cũng không thể nhanh được. Nhưng mà khi mà em mổ xong rồi, từ khi em mổ xong thì em mổ ở đâu cơ? Dạ, em mổ ở bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh ạ. Em mổ bệnh viện là Quảng Ninh. Thế em có đấy, đã quay lại đấy khám lại lần nào chưa? Dạ em chưa ạ. Thế à? Thế khi mổ thì chỉ là do u xơ tử cung thôi ạ? Dạ, và các bác sĩ là u xơ tử cung với lại u nang buồng trứng trái thì cắt cả lại. Thế và sau mổ thì họ có làm sinh thiết gì không em? Có ạ. Thì kết quả trả lời ra sao? Gọi là lấy máu đi xét nghiệm các kiểu ấy. Thì kết quả trả lời sau mổ là như thế nào? Về cái u xơ tử cung và buồng trứng ấy thì nó là thế nào? Đó, làm giải phẫu bệnh ấy. Họ trả lời là gì? Lành tính. Tốt quá.
Rồi, thế là trong đầu nó bỏ hẳn cái từ ung thư rồi, đúng không? Đấy là phải ăn mừng to lắm ấy. Nhờ, việc còn lại bây giờ chỉ là chăm sóc sức khỏe để mà sức khỏe của mình nó mau hồi phục thôi. Chứ còn có những người sau khi một lần mổ đấy này, nó vẫn còn rất là đau đớn này, xong rồi kết quả sinh thiết ấy, khi nào người ta cũng làm sinh thiết cái đặc biệt là cái buồng trứng cắt ra rồi và lại có cái trả lời kết quả là tế bào ác tính, thì lúc đấy là suy sụp lắm. Thế còn với em thì là phải ăn mừng nhá. Thế còn lại thì việc bây giờ là sau 3 tháng rồi là mình chú ý dinh dưỡng để nâng cao thể trạng đi. Vì một thời gian là mình khi mổ là mình mất máu này và sức khỏe toàn thân là giảm sút rồi. Vậy bây giờ lấy lại sức khỏe, bồi phù lại cái lượng máu mất này rồi là cái đau ở vết mổ này, thì mình phải chú ý đến cái vấn đề dinh dưỡng nhá. Cái thứ hai là sau mổ 3 tháng rồi thì em đi lại như thế nào? Có đi làm không hay là chỉ sinh hoạt hàng ngày? Em cũng chưa làm việc gì nặng đâu, nhưng mà bác sĩ ơi cho em hỏi là cách đây một tháng ấy thì em có bê nhắc một vật khoảng 5-7 cân ấy, thì sau đó là em lại thấy nó có cái hiện tượng là bắt đầu sẽ căng căng cái bụng ra, xong là về sau là nó cứ thế là nó cứ tiếp diễn ấy. Thì bây giờ em phát hiện ra là em thấy nó ở cái vết sạn của phụ nữ mình sinh đẻ chị, thì em thấy nó hơi hơi thâm thâm ấy, thì có việc gì không hả bác sĩ? Ở cái chỗ mà nó hơi thâm thâm thì chắc là không phải là vấn đề gì mà để cho nó để em cảm thấy là nó đau đâu. Cái đau của em có thể là sau khi mổ thì em yếu ấy, và em bê vác cái em bê cái vật 5-7 cân gì đó, nó chưa phải là nặng lắm, nhưng với cái cơ thể của em mà nó là người yếu thì nó lại trở thành nặng. Và đúng rồi, cơ thể của em là người yếu thôi. Đúng rồi, nghe cái giọng của em chị cũng thấy là nó cũng không khỏe lắm, đúng không? Vâng, xong thì nó từ cái lúc đấy về là theo cái vết mổ ấy thì nó có cái kiểu nó bị kiểu hơi biến dạng, nó hơi đỏ đỏ sang ấy bác sĩ. Thì em sợ là nó ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng, có thể là nó tại chỗ vết mổ mà nó hơi đỏ đỏ thì mình phải theo dõi thêm. Nó có thể là bị viêm, nhưng mà cái viêm mà tại vết mổ nó hơi đỏ đỏ ấy, cái dấu hiệu của viêm là sưng nóng đỏ đau tại cái vùng đấy mà. Thì bây giờ là nó đỏ và đau, thì em thấy đang đau ở đâu? Dạ, nó không đau ở trong đâu bác sĩ ạ, nó chỉ đau ở tập trung là ở cái vùng gọi là mỡ bụng ấy. Ở vùng bụng đúng không? Đấy thì ở mỡ bụng với lại chỗ cái mu ấy. Thì có thể nó là cái phản ứng mà co cơ khi mà em bê vác một cái vật nặng ấy. Thế thì đấy, để mình chú ý rằng là cơ thể của mình là cơ thể yếu, mà muốn khỏe lên thì cái đầu tiên là phải dinh dưỡng nhá. Dinh dưỡng tốt lên, và cái thứ hai là vận động đi lại để cho khí huyết lưu thông. Và vận động đi lại thì nó lại phù hợp với cái sức khỏe của mình là người yếu, không bê vác vật nặng. Tức là mình phải là bác sĩ của mình đấy. Mình biết ở bên trong của mình, sức khỏe của mình như thế nào là mình là người biết nhất. Còn em kể ra cái gì thì chỉ biết được cái đó thôi, đúng không nào? Và để sức khỏe tốt lên nữa thì nó lại còn một yếu tố rất quan trọng, đấy là tinh thần. Vui vẻ lên, phấn chấn lên, đúng không? Mình thoát rồi, mình không phải là một cái bệnh ung thư rồi, sướng quá rồi nhá. Thế thì vui vẻ và có vui vẻ một tí nè. Hả? Bây giờ em cứ thấy nó kiểu là nó cứ căng lên, xong là nó căng cái bụng lên, xong là em lấy cái thuốc nam ấy, em lấy khăn để chườm ấm lên, có lúc là nó hơi nắng nóng thì để nó tan ấy, thì sợ có ảnh hưởng không bác sĩ? Cái việc chườm nóng thì nó cũng không ảnh hưởng đâu. Khi mà nóng thì cái phản xạ là nó đưa máu nhiều đến cái vùng đó ấy,
thì nó tốt thôi, nó sẽ làm cho cái sự liền sẹo cái vết thương của mình nó cũng tốt nhá, và nó lại là giảm đau cho em nữa thì cũng tốt. Thế nhưng mà có một việc nữa mà bên đấy chị đang nói rồi, đấy là chú ý dinh dưỡng này, chú ý về thói quen sinh hoạt, đi lại rồi mang vác vật nặng ấy, và chú ý một cái nữa là tinh thần. Tinh thần nó quyết định tất cả đấy. Tinh thần nó sẽ quyết định là mình ăn có ngon không, rồi mình có vui vẻ để mình giao lưu rồi đi lại không. Đấy là tinh thần thoải mái nhá. Và một cái rất quan trọng mà chị hỏi em thì em nói là từ khi em mổ xong em chẳng biết kháng lại gì cả. Thế thì 3 tháng rồi mình đi khám lại một lần đi, đúng không? Dạ, em không muốn vì cái điều kiện sức khỏe của em ấy, đi đường xa nữa, xong là em lại thích thay xe, thì bây giờ đang mùa dịch nữa thì em cứ lo lo đó. Em ở Lạng Sơn đúng không? Dạ. Em có gần bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn không? Đi xe phải mất 2 tiếng. Thì nó cũng hơi khó khăn đúng không? Dạ, ngồi lâu thì nó lại sưng cái bụng ta ấy, thì em không dám đi bác sĩ ạ. Thế cho nên đấy là lý do. Thế thì ở cái vùng em ở có trung tâm y tế không? Có gần trung tâm y tế không? Bệnh viện có. Mình không đi lên được đến những cái chỗ mà ví dụ như là bệnh viện tỉnh. Bởi vì chị biết bệnh viện tỉnh đa khoa Lạng Sơn về cái khoa sản phụ khoa cũng tốt đấy. Nhưng mà thôi vì đang trong mùa dịch mình không đi được. Vậy mình đến cái chỗ gần nhất đi nhá. Và ở các trung tâm, các cái phòng khám mà đa khoa của huyện ấy là người ta cũng đã có thể siêu âm này để kiểm tra cái vùng bụng của em xem có vấn đề gì không này, người ta cũng có thể nhìn tận mắt cái vết mổ của em này, và khi em đến gặp thì người ta quan sát được toàn diện hơn. Như chị là chị chỉ dựa trên các cái thông tin mà em cung cấp cho chị thôi, thì nó cũng không toàn diện được nếu mà lại gặp trực diện, xong lại có các cái xét nghiệm cận lâm sàng khác để hỗ trợ, thì lúc đấy sẽ có thể cho em những thông tin về sức khỏe của em nó đầy đủ hơn nhiều nhá. Thì mình cứ làm những cái việc mà dễ trước đi, còn một lúc nào đấy nó có điều kiện mình lại mong muốn chẳng hạn lại về tận Quảng Ninh thì nó lại là cái mong muốn đấy, nhưng mà nó lại không thực hiện được. Vậy thì cái gì dễ mình làm trước em nhá. Vâng, bạn nghe rõ bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn rồi chưa ạ? Việc phẫu thuật của bạn, là một phẫu thuật lớn, cho nên bạn cần phải giữ gìn sức khỏe sau phẫu thuật này và thăm khám định kỳ để mà vết thương rồi là cái phẫu thuật của bạn nó chóng lành bạn nhé. Dạ, vâng ạ, cảm ơn bạn, cảm ơn chương trình và chào bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo Phú Thọ đâu ạ? Alo, em nghe đây anh ơi. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Cho em hỏi bác sĩ là em năm nay là 33 tuổi. 33 tuổi. Và em sinh được một cháu là được 14 tuổi rồi. Rồi. Và bây giờ em muốn sinh thêm một bé nữa mà mỗi lần em ra họp thì tại sao là không được cho em lời khuyên. Không được là không được như thế nào? Là mỗi lần này em ra họp với vợ mà xuất tinh mà trứng nó không ấy. À, trứng nó không thụ thai đúng không? Vâng ạ. Thế là 14 năm nay, 33 tuổi mà con đã 14 tuổi, tức là lấy vợ năm 18 tuổi à? Vâng ạ. Thế là vợ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vợ em năm nay là 32 tuổi ạ. Rồi, thế là 14 năm qua thì hai vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai nào vậy? Không tránh thai gì, không thì mới 1-2 năm nay vậy, hai vợ chồng em dự định là muốn đẻ thêm một bé nữa mà mỗi lần là giao hợp với nhau mà không có bầu anh ạ. Tức là 14 năm nay
quan hệ thì là có sử dụng biện pháp tránh thai nào không mà không mang thai ý? Không sử dụng một gì mà không sử dụng thuốc gì mà mỗi lần tránh thai toàn xuất tinh ra ngoài. À rồi. Vâng ạ. Và thì trong 2 năm trở lại đây, tức là khi con 12 tuổi là mới xác định là đẻ thêm một bé nữa. Thế nhưng mà không thành công đúng không? Vâng ạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo, thính giả gọi điện từ Phú Thọ phải không ạ? Vâng ạ, được rồi ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? À, chị ơi, bây giờ em đang yêu một người là sinh năm 89. Người đấy là cũng có qua xây dựng qua một lần vợ rồi ấy. Vâng. Hai bên bố mẹ gia đình thì cũng là nhất trí. Nhiều em và cái người đấy thì trong đang thời gian còn đang nói chuyện và thích lưỡng lự ấy. Vâng. Thì không biết là em có nên tiến tới hôn nhân và nên đến với người đấy hay không ạ? Thì tức là anh chuyên gia tư vấn liên hai bạn thì yêu nhau lâu chưa và cái điều gì mà khiến mình còn lưỡng lự như thế? Vâng ạ, anh ơi, chưa, em vừa mới quen từ năm ngoái ạ. Vì vâng. Em cũng 27 tuổi rồi thì em thì cũng chưa lập gia đình, nhưng mà anh ấy thì cũng qua một lần vợ rồi. Vâng. Và cái điều mà bạn băn khoăn bây giờ là gì? Và bây giờ băn khoăn là không biết là có nên yêu cái người này mà đó không, mà đã có qua một lần xây dựng rồi không ạ? Em thì lại là chưa yêu ai cả. Vâng. Em thì là yêu rất nhiều người rồi ấy. Và khi nãy thì bạn có nói rằng là hai bên gia đình ủng hộ đúng không ạ? Vâng. Vâng, nhưng mà vâng. Bản thân mình thì còn thấy băn khoăn. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Rồi, xin chào em. Ừ, chào em. Vâng ạ, em chào anh ạ. Em 27, còn lão kia là sinh năm 89 à? Vâng ạ. 89 vâng ạ. Là năm nay bao nhiêu vâng nhỉ? Vâng, em sinh năm 94 nhưng mà em thì chưa xây dựng lần nào. Rồi. Nhưng mà trước đây ấy, thì em cũng trải qua bao nhiêu là anh trai tơ rồi ấy. nhưng mà cũng không lấy được. Rồi. Cứ có ý định ấy, xong rồi đi vào kết thúc tiến tới hôn nhân thì lại không thành. Ừ. Đến cái anh này thì anh qua xây dựng qua một lần rồi, anh ý lại là ngỏ ý và muốn có ý định thật. Ừ. Thì em và anh ấy bây giờ vẫn đang trong tình trạng ngày ngàng ấy. Ừ. Thì không biết là này, thế sao em biết là hai bên ấy? Sao em biết là hai bên gia đình đồng ý là cho và hai là tức là em tức cũng là bố, về nhà anh bố rồi em và bố em thì đầu tiên là găng không đồng ý, nhưng mà bố anh ý ở dưới nhà thì lại rất là thích em ấy. Ừ. Đấy, bố mẹ của anh đấy thì rất là thích anh em, rất là thích, rất là quý mến. Ừ. Bây giờ thì em với anh có làm cùng hay là nó gần gũi không để mà mình nói biết được nhỉ? Nói ạ, em thì ở Phú Số Thọ, em thì cùng tỉnh Phú Thọ, nhưng mà là khác một mỗi người một xã anh ạ. Rồi. Tối trước thì thoảng anh ấy mấy sang nhà mình chơi lên ạ. Ừ. Có đi làm cùng công ty hay là ở nhà thôi? Không, em thì ở nông thôn làm ruộng thôi ạ. Anh ấy thì làm nghề mộc, của em thì cũng là nông thôn thôi ạ. Em lên nhà anh ấy chơi nhiều lần chưa? Có, em cũng anh ấy mở xuống nhà chơi mấy lần rồi ạ. Nhưng mà em chưa lên nhà anh ấy. Không, em cũng xuống dưới nhà anh đấy mấy lần rồi ạ. Rồi, thế cho nên là bố anh mới quý mình được đúng không? Dạ vâng ạ. Này, thế cái đời vợ đầu của anh ấy nó như thế nào? Em có biết được kỹ không chẳng có, hạn? Có, em thấy mẹ của anh ấy kể bảo là anh ấy là cũng qua một lời vợ mẹ, cái cũng có một đứa con gái. Ừ. Ly dị rồi, bây giờ con gái là về ở với đứa con gái là về ở với mẹ. Ừ. Là em cũng chị vợ anh ấy lười rồi thì là cứ toàn chuyên vào nhà hàng mát xa ấy. Anh ấy thì là muốn là ở dưới quê này, vợ của anh ấy là người ở Yên Bái, anh này thì người ở Phú Thọ. Rồi. Vâng. Là em cũng nghe qua mẹ anh ấy kể bảo là mẹ anh ấy thì lười, chả làm cái gì cả, toàn vào nhà hàng massage thôi. Ừ. Là vợ chồng là cãi cọ nhau, chắc là cũng cãi cọ nhau to tiếng ấy. Đấy anh muốn hỏi như thế bởi vì này, khi mình đến với ai, đặc biệt là người đàn ông đã có một đời vợ đã ly hôn, thì mình phải biết thật sự rõ ràng. Nếu như cái đời vợ ấy ly hôn là do là ông chồng bổ bịch rồi, tính anh này gia trưởng rồi, vũ phu rồi, bạo lực rồi, thiếu trách nhiệm, suốt ngày chỉ lô đề hút chích, về lại còn chửi bới vợ con đến nỗi người ta không chịu được, người ta dứt áo ra đi, thì nó là chuyện khác. Thế còn ở đây em đã lên xong rồi, em cũng tiếp xúc với người lớn, mình cũng biết hoàn cảnh là hai anh chị là ở hai tỉnh khác nhau, chị thì ở Yên Bái, chồng thì ở Phú Thọ, vợ thì không chịu về ở nhà chồng để làm ăn, lại cứ đi thích đi làm ở những chỗ nhà hàng mát xa mát sủng đúng không ạ? Vì vậy là vợ chồng nó mới mâu thuẫn và dẫn tới ly hôn. Ly hôn chính xác chưa, em nhìn thấy cái giấy mà ly hôn chưa, hay là giận dỗi? Thì nhiều trường hợp là
là vợ chồng thì ai À, ở đâu cơ. cháu à em cũng nghe thấy, em cũng nghe thấy ông bố bảo là anh có thế, bác có thế, anh ấy đang ly hôn rõ ràng chưa bác? Thì ông thì bố của anh đấy bảo là cháu có cần xem giấy ly hôn không, em mới bảo là thôi bác là bố của anh đấy cũng là người lớn tuổi, bác nói như thế thì cháu cũng là đủ tin. Còn bây Thế giờ ôi cháu thế cũng em cháu cái gì là cũng cháu cũng phải là cái người thật cái thật, bây giờ cháu sợ hay là anh ấy có vợ rồi hay anh ấy lại hay là đóng kịch thế này thế nọ, đâm ra rồi. lại rất là ảnh hưởng đến cho cháu Thôi có được đấy. một cái niềm tin chính là đã tiếp xúc với người lớn, mẹ anh ấy nói vậy, bố anh nói thế, nghĩa là mình cũng tin rằng người lớn chắc người ta cũng không vào hùa với con người ta để làm cái gì hại mình đâu. Anh ấy Dạ chỉ vâng có mỗi ạ. một khuyết điểm là chót không phải là còn dây tơ, dây Vâng tân ạ. đúng không? Mình thì Vâng ạ. là cứ gọi là mặc dù nhiều đời người yêu nhưng mà chưa xây dựng gia đình bao giờ, mình cứ nghĩ là như thế là mình thiệt thòi. Nhưng mà thật ra thì ở đời mà bây giờ nhìn chả biết ai là tơ ai là tân đâu. Có những chàng Vâng ạ. trai chưa có vợ nhưng mà đến bốn đời người yêu mà thật sự đã có những trường hợp là cũng chỉ tội là chưa có con thôi, chứ còn anh ta cũng chẳng còn tơ với lại vương gì nữa đâu. Thế cho nên là thôi trong trường hợp này nếu mình đừng có nặng nề là dai gái tơ với lại dai đã từng có đời vợ gì. Cơ bản nhất mình cứ tìm hiểu thêm đi, con người này tính tình có được không, có chịu thương chịu khó chịu làm chịu ăn, có trách nhiệm hay không, đối nhân xử thế như thế nào, và đồng thời cũng lắng nghe thêm ý kiến của những người xung quanh nữa. Ví dụ như mẹ mình nói rằng ông thằng này nó cũng được đấy, hay là bố mà thôi nó chịu khó làm và ăn với lại tuổi con lấy thằng này như thế cũng phù hợp, tức là mình lắng nghe để tham khảo cộng với lại lắng nghe xem là mình có thấy xúc động khi mà ở gần anh ấy không thôi. Còn bỏ qua cái chuyện rằng là anh ấy không còn tơ không còn tân nữa, nếu tiến tới được thì chỉ lưu ý em Vâng. một điều rằng là mình đã chấp nhận lấy một người kết hôn với một người đàn ông đã từng có một đời vợ và một đứa con, nó sẽ có những cái rắc rối một chút xíu thôi. Ví dụ Vâng ạ. người ta bỏ vợ chứ người ta không bỏ con, sau này á Vâng ạ. Em người thấy hôm nay anh ấy gọi điện cho em, anh bảo anh ấy lên xin quê Yên Bái thì anh ấy vẫn vào thăm con bé cún, chứ anh ấy đúng nói với em là rồi. anh vào đây. Ừ Chứ còn là vợ anh thì anh ly dị lâu rồi, anh không liên quan tới đấy, bố cũ của anh nữa. việc Nhưng mà đầu bé cún tiên anh đi qua tiện đường đây thì anh vẫn vào thăm, anh nói thẳng luôn cho em biết, anh không xấu hổ gì cả. vì Anh xấu ấy thì cũng hổ hơi nóng tính một hơi nó hơi nóng tính một chút, mà anh ấy lại rất là thành thật đấy ạ. tốt, và đấy là một người đàn ông có trách nhiệm còn có cái thăm con chứ, mà bây giờ chỉ vì cái này cái khác mà rồi một người đàn ông chả có quan tâm gì đến con thì thiếu trách nhiệm, thì mình cũng chả quý gì cái người đấy. Thế thì chỉ có lưu ý rằng là sẽ có như thế, sau này ngày lễ ngày Tết con nó sẽ về với ông bà nội với bố nó, rồi thì mình cũng phải chứng kiến là bố con nhà nó quấn quýt lấy nhau, thậm chí là có trường hợp là ví dụ như đến lúc mà chị kia chị muốn đi lấy chồng, thế xong rồi là vì vướng bận cô con riêng mà bây giờ thì chị chưa lấy chồng nhưng chị muốn là nuôi cái cô ấy con bé, nhưng mà sau này có chẳng hạn là chị sẽ yêu một anh nào đó mà anh ấy thì không chấp nhận là chị có con riêng, biết đâu chị có quay trở lại trả con cho chồng mình ấy, thì Vâng. có trường hợp như vậy mình cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần, thì lúc ấy mình cũng phải chấp nhận rằng là mình đã yêu một cái cây thì phải yêu cả cánh rừng, chứ bảo rằng không tôi chỉ chấp nhận yêu mỗi cái cây cây trò nghìn tuổi này thôi còn tôi không thích cánh rừng thì cũng khó lắm nhá. Vâng ạ. Sao đây anh ơi, anh tư vấn cho em, anh tư vấn giải đáp cho em giúp cái tuổi 94 của em đấy. Sao mà em yêu bao nhiêu anh rồi, bao nhiêu là anh trai tơ, trai trẻ, xong rồi cuối cùng thì em lại không lấy được ấy. Xong đến những cái anh này qua một lần vợ rồi thì anh ấy lại đi đến thì có vẻ anh ấy lại là thật ấy. Còn những anh kia thì cứ thứ yêu nhất một thời gian xong thứ rồi lại nhất chia thì tay, lại thứ nhất thì không anh không không phải chia là tay em. thầy bói để xem cho cái tuổi này, nhưng mà anh thấy qua nói chuyện thấy em là người tuy ít tuổi nhưng sinh năm 94 nhưng mà suy nghĩ rất là chín chắn và chững chạc. Cái việc một cô gái sinh năm 94 mà lên nhà người yêu mà ngồi nói chuyện với bố mẹ anh ấy rồi lại còn nói thẳng là cháu tin bác, cháu coi bác thế nọ kia, phải nói chững chạc lắm ấy. Thế thì Vâng trong con ạ. mắt của em ấy, những cái cậu Vâng ạ. giai tơ mà cũng bằng tuổi hoặc là kém tuổi thì trông chúng nó trẻ con lắm. Vâng Thế thì ạ. đến lúc mà mới gặp được cái cậu này là cái cậu mà đã có một đời vợ, ít ra thì nó cũng từng trải một chút, nó chín chắn hơn, Ờ, nó đúng rồi, anh ấy không rất là chín chắn, rất là đứng đấy. đắn đấy anh ạ. Thế thì mình chết đứ từ đừ ra với cái lão mà chín chắn từng trải ấy, chứ còn trong con mắt mình ấy, những cái lão mà bằng tuổi, những thanh niên tơ mới lớn ấy thì còn trẻ ranh lắm. Thế thành ra mình không thấy rung động nhá.
Vâng, em quen. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu bạn nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Alo. À vâng, chào bạn. Vâng. Vâng, qua website cửa sổ tình yêu.vn tôi nhận được một câu hỏi của bạn về vấn đề sức khỏe sinh sản, về phụ khoa. Dạ vâng ạ. Vâng, thế thì hiện giờ trong phòng thu sẽ có bác sĩ Vũ Minh Phượng và bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn về vấn đề này bạn nhé. Dạ. Vâng, bạn nói về vấn đề của mình đi ạ. Alo ạ. Vâng, bạn nói về vấn đề của mình đi ạ. À, dạ chào. Chào anh ạ, chào bác sĩ ạ. Em là bị cái bệnh này là bị em đi khám ở nơi chỗ trung trạm y tế, họ bảo em là bị viêm phụ khoa, nhưng mà viêm nặng. Họ nói em bị nấm hay là bị gì đó. Họ về em đến cái chỗ điều trị bệnh viện để khám thì em cũng đến kiểm tra lại rồi, họ cho thuốc đặt. Mà vừa mới đặt được 5 ngày thì lại bị hành kinh. Bây giờ đang trong thời kỳ cho nên không biết là vừa mình đặt xong 5 ngày rồi mình sau khi kết thúc cái đợt này thì mình đặt thuốc lại có được không ạ? Ừ, rồi em bị viêm nặng đúng không? Và viêm nặng rõ ràng là phải điều trị. Thế thì bây giờ mà đặt thuốc thì không ổn rồi vì nó lại trôi ra mất. Thế và câu hỏi của mình là khi thuốc đặt ấy là người ta kê cho em trong mấy ngày? 7 hay 10 ngày? Dạ 10 ngày ạ. 10 ngày, thế là còn 5 viên nữa, đúng không? Dạ. Vậy thì trong 5 viên, tức là 5 ngày tiếp theo khi mà sạch kinh ấy, thì đặt lại 5 viên có tác dụng gì không? Đúng không? Ý em là như vậy có đúng không? Không, ý em hỏi là mình hết mình đặt tiếp thuốc luôn có được hay không ạ? Và đặt như thế có hiệu quả được không ạ? Có nhá. Và đặc biệt là khi mà sạch kinh rồi mà em đặt thì nó lại cũng còn rất là tốt nữa cơ. Đấy, chỉ có vấn đề là cái liệu trình đấy mình bị gián đoạn đi mất mấy ngày do có kinh nguyệt, đúng không nào? Vậy thì tốt nhất là sau khi đặt xong 5 ngày, 5 viên tiếp theo ấy, thì mình đi khám lại. Khi mình đi khám lại ấy, thì người ta sẽ thấy rằng là khi em đi khám ấy, người ta có lấy dịch để người ta xét nghiệm không? Hay là chỉ kể xong cái thuốc thôi? Dạ không ạ. À không hả? Thế thì em đi khám lại đi. Và có thể là siêu âm, hoặc là họ lấy thêm dịch tế bào ấy ở âm đạo ấy, thì họ xét nghiệm cho mình để hoặc là người ta siêu âm thì người ta sẽ biết là cái tình trạng âm đạo ấy nó còn viêm nặng hay không, hay là vẫn còn viêm nhẹ, để gì, để mà có cần tiếp mấy ngày nữa không. Bởi vì một liệu trình thường nó là 7 đến 10 ngày nhưng mình lại bị gián đoạn mất mất 5 ngày rồi, đúng không? Cho nên là em cứ đặt tiếp 5 ngày sau hết 5 ngày đấy, là ví dụ như hôm nay là ngày thứ 5 thì em đến thì luôn chỗ bệnh viện đi. Để gì ạ? Để người ta có kê đơn tiếp cho mình 5 ngày nữa, để coi như là em lại thực hiện một liệu trình mới là 10 ngày. Em thế còn nếu mà cái ngày hôm nay là ngày thứ 5 là cái viên thuốc cuối cùng ấy, thì người ta bảo ôi giời ơi không, người sạch sẽ rồi, không còn viêm nữa, thì lúc đấy mình dừng. Nhá. Thế hy vọng là không phải đặt thêm 5 viên nữa nhá. Vâng, bạn nghe rõ tư vấn của bác sĩ rồi chứ? Dạ vâng ạ. Vâng, chúc bạn mau sớm khỏi bệnh bạn nhé. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chương trình chào bạn. Vâng. Dạ. Alo. Vâng, xin lỗi, có phải bạn Cẩm Vân ở Sài Gòn không ạ? Dạ đúng. Vâng, chào bạn, chúng tôi nhận được một câu hỏi về mặt tâm lý tình yêu của bạn, muốn được chương trình tư vấn. Hiện giờ có chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đang tham gia chương trình. Bạn có sẵn sàng tham gia chương trình không ạ? Dạ có. Vâng, thế bạn Cẩm Vân chia sẻ câu chuyện của mình đi để các chuyên gia tư vấn bạn nhé. Dạ thầy ơi, con có một người chồng, con đã ly hôn
Rồi con cũng như con quen thằng Thật này 4 năm trước, 4 năm trời, nhưng mà thằng Thật thì nó gạt tiền con. Rồi, xin chào Cẩm Vân. Dạ. Ừ, em là có gia đình rồi nhưng đã ly hôn đúng không? Ly hôn 7 năm, à, mà con quen thằng Thật được 4 năm trời, mà thằng Thật có thì nhiều nó cháu lừa tiền con nó không vào. Rồi, trước đó mình có... Giờ sau này con mới yêu Trung, mà rồi. Trung cũng đã ly hôn 7 năm, mà con đã yêu Trung được 1 năm, con kêu ảnh là chồng, anh nói chồng cho chị ở nói chuyện với mẹ đi, anh nói là chưa được đâu. À, tóm tắt lại câu chuyện của em này, mình ly hôn 7 năm, à, mình có nuôi bé nào không? Dạ, em có một thằng con trai. Mà ở với mình luôn đúng không? Dạ, ở với mẹ, có em, con luôn. Thế xong rồi là cách đây 4 năm thì mình mới quen với một người tên là Trung. Tên là Thực chứ. À, tên tại là Thực. Hai đứa con quen trên mạng. Rồi, tên là Thực. Thế sao vừa nãy có cái gì Trung Trung nữa cơ mà? Quen Thực trước, thì sau này con mới quen được anh Trung được 1 năm. À, quen anh Thực 4 năm, sau đấy thì quen anh Trung 1 năm. Đúng. Cái anh Thực ấy thì cũng đã bỏ nhau rồi, tức là cũng không đi xa hơn được. Bây giờ thì dạ, mình đúng. Tập trung tình cảm cho anh Trung. À, mình thì mình thấy rất là quý anh ấy, nhưng mà mình nói anh là vào nhà mình á, để mà nói với mẹ mình á, má mình, thì anh ấy bảo là chưa đến lúc, phải không? Không, con đòi nói chuyện với mẹ. À, anh nói mình đòi nói chuyện với mẹ chưa anh. Chưa được đâu. À, chưa được đâu. Rồi, anh Trung bao nhiêu tuổi và... Dạ, anh Trung sinh năm 79. Có bằng con tuổi mình không? Con sinh năm 80. À, rồi. Thế là một cái thứ hai nữa là anh Trung ly hôn vợ và hiện nay có con không? Dạ, có thằng trai. Cũng ở với anh ấy? Ở với vợ anh ấy, rồi. À, mình biết nhà anh ở đâu và quen nhau như thế nào? Dạ, con biết anh ở Hà Nội, anh làm bộ đội. Con với anh quen trên mạng, mà anh cũng nói chung là anh cũng lo lắng cho con lắm. Anh ấy ở Hà Nội, anh ấy làm bộ đội đúng không? Dạ đúng. Thế xong nhưng mà anh công tác ở trong Sài Gòn. Anh nói già, anh ở ngoài bộ đội ở trong ở ngoài Hà Nội, anh không bỏ vợ được. Giờ con kêu anh nói chuyện với mẹ, anh nói chưa đến lúc đâu. Ôi trời ơi, tức là thế này này, anh này anh ấy làm bộ đội và anh ấy nói là anh ấy ly dị vợ rồi. Nhưng mà thật ra thì mình cũng chẳng biết là có thật hay không, bởi vì anh ấy ở mãi ngoài Hà Nội đúng không? Có phải không? Dạ thật. Ồ. Dạ thật. Thế mình dạ, gặp nhau chưa? Gặp nhau bao giờ chưa? Gặp mặt ở ngoài đời dạ, chưa? Ảnh điện lên alo con hoài à. Giờ toàn con đang bận, rồi nhiều khi con với ảnh cãi lộn với nhau. Rồi, toàn trên Zalo thôi chứ anh cũng chưa vào trong đó gặp mình bao giờ. À, chưa, nói chung là ổng ghen đó. Ồ, thì đúng là có ghen rồi, nhưng mà... Rồi, thế thì thật ra... thế còn nhà mẹ anh ở đâu? Mẹ anh là nội luôn. Mẹ anh và anh thì hiện nay đang ở với mẹ anh ấy. Ở với mẹ, với người chú. Mẹ với người chú. Thế xong rồi, làm sao mình biết anh là bộ đội? Anh có... Tại vì con... Trên Zalo mình có nhìn thấy doanh trại dạ, của anh ấy không? Anh nên là sĩ quan. Anh ấy nói thế mình có nhìn thấy không? Dạ thấy, anh nói là anh là trung tá. Trung tá. Thế xong rồi, hai người thì ngày nào, đêm nào nói chuyện với nhau à? Dạ, thì hôm nào nói chuyện với nhau, nhiều khi con không nói chuyện với ông ghen. Rồi, thế xong rồi, ngoài nói chuyện ra ông ấy có nghiêm túc không? Dạ, rất là nghiêm. Rồi ông nói, biểu em đi ăn gì đây, ngoan nhá. Rồi, ừ, cưng ơi, hôm nay trong cái nắng đấy, nhớ đi ra đường mặc áo chống nắng vào nhá. Sau thì anh gọi mãi không cầm máy, nhớ ghê, ghét ghê, đúng không? Kiểu thế thôi, đúng không? Dạ, thế đúng, là được một năm rồi, thế mình sớm. Thì rất là tin tưởng mối quan hệ này và muốn rằng là được nói chuyện với mẹ anh ấy. Ý muốn nói là anh đưa điện thoại cho em nói chuyện với má, thì anh ấy bảo là chưa đến lúc, đúng không? Đúng. Rồi. Thật ra thì, thứ nhất là rất là hiểu là mình còn rất là trẻ. Mình cũng gặp những cái trắc trở trong cuộc sống hôn nhân và mình cũng thiếu thốn tình cảm. Đôi khi cái sự thiếu thốn tình cảm rồi... nó cũng khiến cho mình khao khát là có gặp được một người đàn ông tử tế đàng hoàng để mà yêu thương thực sự, để mà mình có thể có một cuộc sống hôn nhân tiếp nối. Nhưng mà thôi thì không dám vơ đũa cả nắm, nhưng phải nói rằng là cái việc mà làm quen chỉ qua Zalo, qua mạng xã hội, rồi Facebook, Facebook ấy, thì cái thông tin mà người ta đưa cho mình ấy,
thì nó hầu như nó không được kiểm chứng, không phải là ai cũng che giấu. Nhưng cái việc anh ấy có là trung tá hay không cũng không biết, cái việc là anh ấy ly hôn vợ rồi hay không không biết. Thế rồi là hiện nay anh ấy đang sống với mẹ anh ấy, với ông chú nào đó cũng không biết được. Thế còn anh ấy biết đâu cũng là người, đúng là có thể là một anh sĩ quan thật, nhưng vợ anh ấy ở quê xa, ở một tỉnh khác. Anh thì công tác Hà Nội, lâu lâu anh mới về quê, trên buổi tối cũng rảnh rỗi. Cho nên là, và cũng khao khát nói chuyện với người phụ nữ dễ thương. Cho nên là anh mới làm quen với mình, sau đấy thì tối nào cũng thành một thói quen là tám chuyện ấy mà. Nên chuyện em ăn cơm chưa cưng ơi, ngoan nhá rồi, nhớ lắm rồi, em nhớ giữ gìn, thì ước gì có em ở bên cạnh, thì ước gì anh có cánh anh bay vèo vào Sài Gòn. Những cái lời thế để cho nó khuây khỏa cuộc sống. Cho nên còn nó thật đến đâu không ai biết được. Không, anh nói vợ anh bỏ rồi, có gia đình, có chồng rồi. Rồi, đấy là anh nói thế, mình biết làm sao được. Thế thì thứ nhất là có thể thông tin không chính xác, anh ấy là người mà giỡn giỡn mình thôi, hoặc là yêu chỉ để giữ lại tối tối nói chuyện thế cho nó vui. Còn việc thứ hai, phương án thứ hai, tức là cũng có thật, tất cả những thông tin anh đưa đó là thật. Nhưng mà cái việc mà anh ấy bỏ vợ rồi này, rồi anh ấy lại là trung tá, rồi hiện nay là nọ kia, để mà lại đến với em mà một cô ở mãi trong Sài Gòn, rồi là cũng lại lỡ dở một cuộc tình, thì là một điều mà anh ấy chưa nói với gia đình. Trong gia đình anh có thể đinh ninh rằng như anh ấy có thể lấy một ai đó ở ngoài gần gần ngoài này thôi, là người Bắc, để mà cũng hợp tính cách, để có thể còn chăm sóc mẹ anh ấy, làm dâu rất là tốt, vân vân, đại khái như thế. Thế cho nên anh chưa tự tin để khoe với má anh ấy là con bây giờ con yêu xa, mà con lại yêu qua mạng, mà lại yêu một cô ở Sài Gòn, mà cô này cô lại ly dị một đời chồng rồi, hiện nay cô đang có đứa con. Thì chắc là má anh ấy chưa chuẩn bị tinh thần, sẽ nổi đoá, tức là sẽ bực mình, sẽ la ầm lên. Cho nên anh ấy nói là chưa được, là bởi vì cứ để anh từ từ, anh còn thổ lộ dần dần, đúng không? Thế thì hai phương án em cho cân nhắc kỹ đi. Một là bây giờ mình cứ giả vờ ngây ngô đi, em tin là anh gạt em, anh chưa bỏ vợ ấy. Nên lúc bỏ vợ rồi thì giấy ly hôn của anh đâu, anh chụp anh gửi Zalo em xem tí trong có thật không. Anh giả vờ, anh định trêu em vậy. Mình cứ phải ghi giả vờ như thế là mình mới lấy được thông tin chính xác, đúng không? Thế chứ mà còn thì bây giờ là, không con hỏi chừng nào anh vào nói sau này hãy tính đi. Sau này hãy tính, sau này hãy tính được rồi. Anh ấy nói anh bao tuổi biết không? Dạ anh lớn hơn con 1 tuổi. Sinh năm 79, 79, ôi trời ơi, trẻ lắm. Sau này không phải là sau này lúc về hưu đâu. Chả hiểu sau này là bao giờ thì không biết. Đấy cho nên là nếu thực sự có lòng với nhau ấy thì cái quan trọng nhất là cái thông tin rõ ràng, cụ thể, chính xác, chân thật. Thế và thì con nhỏ hơn ảnh tuổi đó. Ừ. Con nhỏ hơn đó, con sinh năm 80, cũng sinh năm 79 đó. Ừ, trẻ lắm. Ừ. Thế thì mới bảo rằng là mình phải xác định rằng là người ta cũng có thể làm quen với nhau qua mạng xã hội Facebook hay Zalo. Nhưng nếu như thấy hợp nhau rồi thì đôi bên người ta tiến tới ngay, đòi hẹn gặp ngay. Anh ấy sẽ tranh thủ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 anh được nghỉ, anh bay vào trong đó thăm mẹ con em. Thế rồi sau đấy đến hè thì thằng nhỏ mà được nghỉ học thì anh sẽ đón hai mẹ con ra ngoài này đi Hạ Long, đi tắm biển đó, Đồ Sơn, ví dụ như là nhân tiện là để biết mà chỗ anh. Ông cho con địa chỉ ở quân đội của ông. Ông biểu con ra đi, ông đón. Nhưng mà con nói con chưa có thể ra được. Đấy. Có thể là thực ra thì anh ấy cũng chưa sắp xếp được thời gian. Quân đội sĩ quan này cũng phải có nghỉ, nó phải có phép. Không phải, ông kêu con ra. Ông kêu con ra đi. Ồ, giờ con nói con chưa có đi được. Rồi. Thật ra thì một cô gái tự một mình đi ra với một người mình chưa biết là như thế nào, đấy một điều mạo hiểm. Mình cứ nói rằng trời ơi, anh là đàn ông, anh là sĩ quan, khả năng đi lại của anh nó dễ. Em thân một mình con gái, em chưa bao giờ ra ngoài đó. Bây giờ không lẽ anh đi, em đi tìm đơn vị bộ đội xong em hỏi khắp mọi người là cho tôi muốn gặp cái anh ấy mà chúng tôi quen nhau trên Zalo à? Nó kỳ lắm đúng không? Mình cứ đặt những tình huống để cho thấy rằng nếu anh thực sự thiết tha, sẽ có lúc nào anh bố trí thời gian anh vào thăm mình, đồng thời sẽ cung cấp thông tin
tin đầy đủ. Thôi còn hiện nay thì cứ coi như đây là một mối quan hệ, ít nhất cũng làm cho mình đỡ buồn trong cuộc sống. Mình cũng còn có ai đó để mà nhớ mà thương. Ban ngày bận rộn rồi tối về cũng mong mong là tắm nhanh đi lên giường nằm, xong còn để nói chuyện với anh, không là anh mong, anh đợi, anh chờ. Mình cũng cảm thấy cuộc sống nó có ý nghĩa đôi chút. Nhưng không đặt trọn niềm tin 100% vào cái mối quan hệ mà thực sự ra nó còn rất là không sáng tỏ này nhá. Trong quá trình này mà ví dụ như mà lại có một cái anh nào nữa mà anh ở rất là gần, anh đem lòng thương yêu mình mà anh ấy bằng hành động ấy, anh muốn tới thăm ngay rồi, tối tối là anh đi mua trà sữa đến thăm hai mẹ con, rồi đưa hai mẹ con đi ăn kem, quen dần một thời gian chỉ muốn đưa mình về để ra mắt mẹ nhà anh ấy, rồi muốn mấy bữa nữa là làm đám cưới, ví dụ như vậy. Cái sự nhiệt tình ấy thì đừng vì mà một cái mối quan hệ chưa biết đâu này mà lỡ những cơ hội có thể trở thành thực sự ở rất gần. Thế còn thì hiện nay cứ duy trì nó cho nó thôi, nó cũng là một cái một góc nhỏ bí mật của mình cho cuộc sống nó đỡ lẻ loi nhá. Vâng, bạn nghe ông hỏi con, nghe ông hỏi con câu, ông hỏi nên nói thật một chuyện gì đó đi. À vâng, bạn nghe anh Đinh Đoàn tư vấn rồi đúng không ạ? Thật ra thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với bạn rằng là tình yêu khi bạn yêu xa rồi sử dụng các cái phương tiện online để mà trao đổi thông tin với nhau thì chắc chắn là đến một cái giai đoạn mà tất cả những thông tin đấy cần phải xác thực để xem là cái sự chân thành và của những cái thông tin đấy đến mức độ như thế nào. Và tôi nghĩ rằng là cái hành động của bạn khi mà muốn đến nhà bạn trai để nói chuyện cũng là một trong số những cái hành động để mà xác thực những thông tin như thế. Và phần nào bạn cũng đã có được câu trả lời cho chính mình rồi. Và bạn hãy suy nghĩ thêm về mối quan hệ này. Và như chuyên gia nói thì ngoài những mối quan hệ như thế này ra thì bạn vẫn có thể có rất nhiều những mối quan hệ khác xung quanh mình. Và hãy mở lòng ra và hãy nhìn mọi thứ rộng hơn bạn nhé.